Hello, chào gặp mọi người nha. Chào mừng toàn thể anh em đã quay lại với cái channel của mình. Thì mình là Hứa Văn Cường đây. Thì theo như nguyện vọng của một số anh em có yêu cầu là mình chơi game cùng với người lạ đi. Thì đây rồi. Hôm nay thì ở đây chúng ta có 4 người lạ đây rồi. Bạn đều nhảy vào đây hết. Thì cũng gọi là hôm nay thì vẫn là clip như vậy thôi. Hôm nay thì mình sẽ chơi ở cái map Irango và matching cùng với cả người lạ để cùng xem. Rồi thì cùng xem người lạ chúng ta sẽ đưa chúng ta đi đâu trong cái trận này đây. Đây, vừa nhảy xuống thì có mấy cháu đây. Đây này, đấy, đây, vẫn còn đang nhảy nhót đây này. Vẫn còn đang leo trèo à? À, leo trèo. Bây giờ thì mình đẩy qua luôn. Không phải nói nhiều. Nói nhiều làm cái gì? Chơi là tới bến luôn. Nóc 2 rồi cơ mà. Đâu rồi? Hello baby. Đây đây đây, vừa mình lốc ở trên này. Hai cháu vẫn còn đang nhảy nhót à đây à. Nhảy nhót, nhảy nhót. Rồi ôi. Một cháu nghĩa đã ra đi rồi. À còn cháu nữa. Hello a, à, xong lọ, xong lọ này. Ui. Nó ôi, vẫn còn tiếng chân. Nó là easy quá anh em ạ. À. Một phát cái là lia luôn một team rồi. Vậy là ở đây có tới 2-3 team gì đấy. Đang bắn nhau té đè len này. Đấy, ui. Người lạ của mình lốc 1 rồi. Hello baby. Vừa nãy có một tiếng chân ở đây, từ từ đã để bắt cái thanh niên này đã. Đâu rồi? Hello. Ủa? Bắn đi vậy? Không, ok. Làm gì đấy? Anh định làm gì đồng đội của em vậy? Không được như thế. Không được đâu. Đây đây đây, mình cho cậu máu đây. Chơi với người lạ mà anh em. Lên lên là những cái bổn phận của đồng đội là không được chối từ anh em ạ. Mình sẽ cho máu, cho nước, cho các kiểu luôn. Vẫn còn bán nhau rất là gắt luôn. Đấy. Đây này. Vẫn còn đang nhấp nhô tô cô đây này. Kiếm thêm ít đạn anh em ạ. Hơi ít, bây giờ còn có hơn 40 viên gì. Đây này. Úi. Lại lốc. Ôi giời ông ơi. Được rồi, được rồi. Được rồi, mình quyết định quay lại cứu ông này. Đồng đội mà anh em, có méo mó hơn không? Tốt nhất là anh em không nên bỏ. Nếu như là mình gặp những cái người đồng đội mà người ta chơi đẹp, chơi sạch thì mình nên gọi nhà ưu tiên cứu người ta chứ không nên là bỏ anh em ạ. Chứ bây giờ mình thấy ở trên mạng, trên YouTube người ta up clip đầy, nào là người lạ vào chửi bới, rồi là đáp bom cướp đồ, vân vân và mây mây đấy anh em ạ. Thì những cái đầu người đồng đội như vậy thì mới gọi là cần tiêu diệt. Như những cái người đồng đội mà thiện lành như thế này thì tốt nhất là mình nên cứu. Đây chắc là vừa bên đây nó bắn ở đầu này đây. Mình lại nhìn thấy rồi. Hello anh trai. Hello mấy anh trai. À nhấp nhô à? Không. Nhấp nhô này. Gạt luôn cho được việc. Bạn bắn đồng đội mình á. Ui không có đâu. Này tặng cho bạn trai bom. Một thanh niên quay ở đằng đấy này. Boom và ra đi. Uầy không được rồi anh em ạ. Ui 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 ui. Thôi. Ui bạn ơi. Ui mày quá định mệnh. Ui bạn ơi cứu mình. Định mệnh. Mình bắn quả đấy mà nó không chết trước. Rồi. Hay lắm bạn ơi. Đúng rồi, bây giờ thì cứu mình nào. Đấy. Mình vừa cứu bạn, bạn lại cứu mình. Ui, nó lại hợp lý. Uầy,
vắt lại bằng đít cho mình anh em ạ. Hợp lý, nó lại là hợp lý quá cơ. Wow, anh nhìn quả đen giết người kinh thế nhở, mà sao người giết ở đằng đấy không biết. Đinh vậy, đẩy lên đi bạn ơi, bấm lốt cái thanh niên còn lại xem nào, định mệnh nó. Từ từ lấy ít đạn đã, có M4 này, đổi luôn anh em ơi. Mình là trong những cái clip mình làm hàng ngày ấy, chỉ có khi nào mà ví dụ như là thử thách hay là anh em kêu làm chúng gì thì mình mới làm thôi. Thì nếu mà mình làm solo squad hay là có mày có đồng đội, mày có đồng đội tao này, mày có đồng đội tao này, nó vẫn còn nhấp nhô ra nó giết. Mà ông này lốc nhiều vãi, mình cứu với từ đầu luôn. Mẹ định mệnh mày cứ nhầm nhọ. Nhầm nhè đi vui có sắp xong rồi. Mày thì nhầm nhè này, nó ngồi im. Đây rồi, yên tâm. Mình cứu được. Dắm ba cái thằng này, mình bắn bẻ, mình bẻ cổ cái một nè. Có tiếng chân. Vẫn còn nhảy vào đây này. Đùa. Mày có biết tao là ai không? Tao là Hứa Văn Cường đó. Còn mẹ mày, đừng để tao nhìn thấy Hứa Văn Cường đó. Mày còn những đồ cố tình tô cô này. Lên bàn thờ hết. Nói nhiều làm gì cả. Còn tiếng chân. Chạy đâu nào? Mày đi chạy ra cùng rồi. Ôi, chạy vào bằng niềm tin. Thôi xong luôn bạn. Chạy à? Bạn làm sao mà chạy được với mình? Từ từ. Bạn ơi, từ từ mình bơm máu đã. Cứ bình tĩnh. Bình tĩnh thì chúng ta lĩnh được phao câu. Lo gì? Uầy, tám mạng rồi, hợp lý thế nhở. Uầy, vẫn còn bắn kìa. Đứng kia kìa. Chạy ngoan qua. Chạy à. Từ bình tĩnh cậu ơi. Nó vừa chạy ở trong cái đống thùng này đấy. Cậu mà chạy vào là nó lướng cậu luôn ấy. Cậu mới nốc có 3-4 lần thôi. Cậu nốc nữa là mình chịu. Này thì chạy này. Việt Nam này. Anh hùng này. Anh hùng mỹ nhân này. Đây rồi, vẫn còn tạch ở trong này luôn. Quá đông quá nguy hiểm anh em ơi. Vào luôn đi. Không phải nói nhiều đâu cậu ơi. Vào luôn. Chạy. Ui phí thế. Ui cái gì đây? Ui lộc trời cho. Ê định mệnh luôn. Đây còn một thằng trong nhà nữa. Hello bác tài. Ui chết rồi. Mình bị out tiếng game. Mình bị chậm tiếng game. Định mệnh. Đe lây này. Đe lây tao không biết được mày. Chỉnh đã. Chỉnh nhanh gọn anh em ơi. Ok rồi. Kể cả đe lây nhá, mình cũng băm mạng ra làm trăm mảnh luôn. Đấy, nó lại hợp lý vãi lìn luôn. Hợp lý. Thế là coi như thế là cái khu này ngon lành rồi. Ngon lành rồi anh em. Mình sẽ tranh thủ rút qua qua. Rút qua qua tí anh em ạ. Uầy, khá là nhiều đồ đấy. Có đầy đủ M4 thì K kiếp ấy. Thôi, được rồi đấy nhở. Vào trong xem nào. Để mình vào trong. Đây. Vào trong thì đợi các thanh niên bắn thính anh em ạ. Mấy thanh niên đang bắn thính. Khổ quá. Mình đang định đi cơ. Mình lại đang định lấy xe mình đi luôn. Mình lại đang định lấy xe mình đi luôn. Nhưng mà các thanh niên có thính nên là thôi lán lại anh em ạ. Cho dù như thế nào thì mình cũng chơi với đồng đội nên tốt nhất là chúng ta lên có nhau đấy, hợp lý. Mình bây giờ mình làm clip với người lạ ấy thì mình sẽ auto gọi là nhảy cùng với các bạn, có nghĩa là mình sẽ follow. Nếu mà mình không mời các bạn ấy, ôi vẫn còn bắn kìa. Nếu mà mình không mời được các bạn ấy theo mình ấy thì mình sẽ theo họ nha anh em.
để cho gọi những clip nó thêm hấp dẫn. Chứ nhiều khi up clip cấm với người lạ lên mà mình lại nhảy một chỗ khác, xong rồi bắn nhau ầm ầm, xong rồi để đồng đội chết thì anh em chửi sấp mặt lờ, nào là tại sao mày chơi với đồng đội mà mày lại không nhảy cùng với đồng đội, rồi là tại sao mày lại đi chơi một mình, như vậy thì mày ra solo squad mẹ nó cho nhanh đấy. Nên là cũng khổ lắm anh em ạ. Nói chung là làm clip mà, nên là cứ phải chọn những cái cách tốt nhất để cho anh em xem cho nó mượt mà. Có cung M249 này, cho mình xin nha. Đây, mình xin M249 nha. Đấy. Ừ đấy. Ok, thế thì mình xin vậy. Đấy, nói chung là chơi game nó phải văn minh một chút xíu anh em ạ. Ok, bây giờ thì té nha. Có cái xe chặn cầu nhưng mà lại không. Anh đi ơi, ôi vợ còn bé tôm anh ơi. Ui, đây rồi bắn đi các cậu. Ui, ơi luôn. ok thằng này sẽ phải lắm xuống rồi thôi. Ui đây kìa, đúng vợ còn về ăn cơm này, phóng xe như kiểu là tên lửa vậy. Nào chạy đi hello baby, cứng chạy đâu được, chạy đi đâu cho khỏi nắng à. Ui cua lại đi chơi à, bắn đây các cậu. Ui rồi bắn trời ơi, vẫn làm này, vợ gọi về ăn cơm này, thế là toi nhá. Thôi bây giờ vợ ở nhà đợi mỏi mồm rồi, đợi mãi thằng chồng không về. Ok tiếp tục rồi các cậu, chắc là bạn nó ở đầu bên trên đấy. Đi lên câu nào, lên câu. Nó chạy từ đầu trên thì bạn nó cũng ở đầu trên thôi. Nào lên xe nào. Đấy, luộn một vòng rồi vẫn chưa thấy gì anh em ạ. Bây giờ thì ra đầu cầu rồi, biết là có tìm thấy bạn của vợ của thanh niên đấy không. Người vợ đi chạy ở đâu vậy, đâu à, đứng chân sao vợ có bén cơm, vợ bén nào, đâu rồi, à đây rồi này, đúng thanh niên Trung Quốc luôn à, đây là vợ của thanh niên. Hợp lý mãi liền đấy, là mình ăn luôn rồi các cậu, đứng đấy, mình ra mình lấy xe này hết xăng rồi, từ cứ đứng đấy, mình nhìn thấy xe rồi, bây giờ thì mình ra lấy xe và đón các cậu đây, nó này hợp lý phải lìn luôn á. Đây rồi, nó cứ phải gọi là cẩn thận anh em ạ. Nhiều khi là bọn nó có xăng, bọn nó lấy xe, bọn nó quay lại, bọn nó lại đi, bọn nó bơm vào xong chúng nó đuổi, nó bắn mình đấy, nên là cẩn thận vô anh ấy. Lên xe, let's go, ta đi săn người nào. Hello, anh có anh nào đây không? Ra ngoài đi. Ô con xe điêu này. Xe điêu này. Ui có xăng. Ui, có thằng nằm. Nó nằm khẩu cổng. Nó nằm. Ôi trời ơi. Đi Thảo Vi. Ui. Ấy. Ui, cái gì đây? Bạn của Thảo Vi ở đâu? Thảo Vi này là clear rồi. Đấy. Ông ơi, Vi ơi. Em lần sau nếu mà em có xem cái clip này của anh ấy thì anh khuyên anh một điều rằng tại sao em đã có một cái EQ coi như thế là vứt xe à đâu. Ôi ôi hơi mù mắt anh em ạ. Enemy is ahead. Đấy, Vi ạ. À ni gì nhỉ? Vi gì đấy. Nếu mà em có nghe được ấy thì tốt nhất là lần sau em lên chú ý hơn. Em đã ra bãi cỏ lầm rồi, nhưng mà em lại đỗ con xe ngay cạnh định mệnh. Thế thì khác biệt gì, em bảo là anh ơi, em ở đây này, ra chiếm cái thân thể của em đi. Đấy. À nó nằm đây à. Đấy em nằm như thế là chết. Tốt nhất là vứt xe trong nhà xong rồi chạy lên trên đồi nằm. Đấy. Mới gọi là gì nhở, gọi là đánh lạc hướng chứ. Em nằm như thế thì bình thường em nằm thì anh không nhìn thấy đâu, nhưng mà nhìn mẹ con xe rồi
Thôi em ra đi thôi. Đi xe cho một tới đâu. Em ra đi không một lời biệt ly thôi. Lên xe đi cha nội. Đúng rồi. Lên xe ôi thằng nhảy xuống. Lên xe ông nội. Lên xe. Lên xe đi. Lên xe. Ông bảo gì? Đi. Ui rồi. Ui. Ui. Ơi mình xin lỗi nha. Ui mình làm cậu mất nhiều máu quá. Lên xe. Nào lên mình đón. À. Ok. Thanh niên này đi một mình một xe. Mày không nói rõ lên. Cứ y cứ âm a âm ỉ mình làm sao mà nghe được. Vừa nãy có tiếng xe ở đầu này. Chỉ sợ nó lồi ngồi trong đây này, Ông rồi, hello baby. Ôi, cuối thanh niên cái cán chết người kìa. Tai nạn này. Chơi cái tháp này. À, được rồi. À, một ê, có con chim bảnh thuyền sáng trong cu te tê. Gọi dạ bảo vâng. Ô, ôi lo toàn đất nhà. Ui rồi ôi. Nằm ở trên này mà mình chạy từ dưới chạy lên vẫn không biết nào là có người. Không biết có người này. Úi rồi ôi thơm. Vẫn là không biết có ai lên anh em ạ. Ui các bạn chơi game như này thì các bạn chết. Thằng ở dưới vừa bị cán chết cũng không gì bỏ cho đồng đội là nó đang chạy lên. Thế là thôi các bạn biết rồi đấy. Cái gọi là cái tội không gì bọt là bạn biết kết quả rồi. Đấy như các bạn vừa thấy đấy. Gặp những cái người đồng đội như vậy thì thôi ta lại chia tay nhau sớm thôi. Thằng ở dưới chết không gì bọt cho thằng trên. Thằng trên vẫn ngồi bắn. Thằng trên vẫn đang đinh linh rằng là ở dưới tao, ở dưới bố mày có đồng đội rồi. Thoải mái luôn. Ui vỡ đầu một thành niên. Đấy ở dưới tao có đồng đội rồi nên là tao cứ thoải mái thôi. Đấy vẫn còn nằm cỏ à. Đấy anh em thấy không, như mình nói ở những mấy cái clip trước là nếu mà nằm cỏ ở trong những cái trường hợp cách tầm xa xa như này khác gì không nằm đâu. Tại vì cái con game này nó đang nỗi nó bị lag cái đồi, này nó bị lag à, đâu lag cỏ à, nên là nằm không có thấy đâu. Nào thò ra 10 tỷ không dám thò ra rồi anh em ạ. Nên là nằm cỏ cũng như không nằm mà. Có nhìn thấy mẹ gì? Có nhìn thấy mẹ gì đâu. Ôi quả đấy không trúng đầu này. Vãi thật. Quả đấy mà không trúng đầu vô lý. Hơi vô lý. Bây giờ thì mình đẩy lên này. M249 trong tay. Sấy tan gọi là cày. Cày nát luôn này. Thêm quả lửa cho bạn này. Làm quả lửa này. Ăn nết đi. Ăn nết cho vui. Nào. Đó. Bình tĩnh anh trai. Bình tĩnh cho em thay đạn cái. Cây này là em thay đạn nó lâu lắm. Em phải tu một hộp nước xong cũng tu sợ nó mới thay xong cơ. Thôi. Có lia rồi. Mình ăn mẹ mạng rồi. Đậu hành. Đây. À, ôi đồng đội chết à? Được. Đây. Mình xuống tận nơi. Đây. Help. Đây. Ui ông heo gì lắm, tôi xuống đây. Ông làm im đấy. Đấy, anh em thấy trận này không? Mình cứu đồng đội từ đầu tới cuối. Hợp lý. Đấy, trời. Các bạn, mình nói thật. Những cái người đồng đội nào gặp phải mình ấy nó cứ gọi là hợp lý. Gặp đúng phải một thanh niên tốt bụng như mình là các bạn auto top 1 mà thôi. Bây giờ thì còn một thanh niên cuối cùng rồi. Liệu thằng mà anh ấy đang lấp ở đâu đây? Anh ơi, nếu mà có nghe thấy em ấy thì cũng như những cái câu nói em nói rất là nhiều rồi. Anh ngó ra mẹ luôn đi. Mình thanh toán với nhau. Anh top 2, em top 1. Đấy, tôi hợp lý có phải là bớt đi được vài phút không? Chứ bây giờ anh nằm như thế, kiểu gì thì em cũng lần ra anh. Mà đến lúc nó lại không hay. Enemy em đúng đạn, em lại dí cả băng cơ. Đấy, nó lại hợp lý thế cơ.
Nên là nếu mà anh có nghe thấy em thì mong mau chóng đầu hàng đi, anh bị bao vây rồi. Tất cả đã bị bao vây, anh đang buôn lậu súng đúng không? Em bắt luôn cha cọc. Anh ra ngoài thì anh còn anh đấy, anh đầu thú thì anh sẽ được sự khoan hồng của pháp luật mà thôi. Bố mát con mì à? Đâu rồi? À đây rồi. Mày không đầu hàng. Này em nói anh nãy giờ rồi, người lạ lại còn khen mình hay quá anh em ạ. À, mình không hay thì còn ai hay? Hợp lý. Thế là 19 kill anh em ạ. À, ok, vậy là cái clip hôm nay thì mình cũng đã hoàn thành. Anh em lại yêu cầu cho những người lạ thì đây, người lạ đây, anh em nào đừng quên, thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Và nếu muốn mình làm về video gì thì có thể comment ý kiến ở phía bên dưới. Ok, hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.